Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhất của nhà nước, vinh danh văn nghệ sĩ xuất sắc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tại hội nghị, nhà thơ Trần Nguyện Minh đã vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Ông là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho hoạt động văn học nghệ thuật, với trên 50 tập sách thơ được xuất bản và dịch ra 13 thứ tiếng. Nhân dịp này, nhà thơ Trần Nguyện Minh, nhạc sĩ Đỗ Hòa An và nhạc sĩ Lê Đăng Vệ đã được vinh danh là ba văn nghệ sĩ xuất sắc năm 2022 và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Quảng Ninh kiên cường chiến thắng đại dịch COVID-19. Cùng tại hội nghị, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các hoạt động văn học nghệ thuật được hội quan tâm triển khai thực hiện với nhiều phương án khác nhau, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong năm, hội đã tổ chức 6 chuyến đi thực tế sáng tác trong tỉnh và 4 chuyến đi sáng tác ngoài tỉnh cho trên 200 hội viên, tổ chức 6 trại sáng tác tại thành phố Hạ Long cho gần 300 hội viên, tổ chức 4 triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 3 cuộc công bố giới thiệu tác phẩm, 1 cuộc tập huấn lý luận phê bình văn học cho gần 100 hội viên. Qua đó đã góp phần khích lệ văn nghệ sĩ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, tích cực trong sáng tạo nghệ thuật. Công tác xây dựng tổ chức, nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên được chú trọng. Đại đa số hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ hội, tâm huyết với công việc sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ hội viên của hội đã sáng tác hơn 300 tác phẩm văn học nghệ thuật cùng hàng trăm bức ảnh nghệ thuật về vùng đất con người Quảng Ninh. Các tác phẩm với chủ đề phong phú đa dạng, xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Ký trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp hết sức to lớn của Hội Văn học Nghệ thuật và những thành quả sáng tạo của đội ngũ các văn nghệ sĩ đã cống hiến cho nhân dân trong và ngoài tỉnh hàng nghìn tác phẩm ở các lĩnh vực khác nhau. Qua đó càng hôn đúc, phát huy các giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa và cách mạng, kỷ luật và đồng tâm, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sự đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vùng mỏ trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn, vượt qua nhiều thách thức và khó khăn, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa, trong đó có văn học nghệ thuật, là nền tảng tinh thần của xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Xác định văn hóa là thành tố hết sức quan trọng, là nền tảng mục tiêu, động lực phát triển bền vững của tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi càng phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong nhân dân, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Quảng Ninh. Trong đó có nguồn lực vô giá là đóng góp của các văn nghệ sĩ, tạo ra những tác phẩm, những giá trị văn hóa tinh thần, sống mãi với thời gian và góp phần xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc của Quảng Ninh qua những chiều dài lịch sử. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 1963, 30 tháng 10 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn phát huy khả năng sáng tạo, tài năng và trí tuệ của mình, các văn nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có tầm thời đại, để qua đó góp phần khẳng định giá trị truyền thống, lịch sử văn hóa của tỉnh, lan tỏa thành tựu của tỉnh, trở thành nguồn cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp hiện đại. Các tác phẩm không chỉ truyền cảm hứng về những điều hay, tốt đẹp trong cuộc sống, mà còn là những tác phẩm có tác dụng đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài một số văn nghệ sĩ của tỉnh là những cây đa cây đề đã khẳng định được tên tuổi của mình qua các tác phẩm có giá trị cao, Hội Văn học Nghệ thuật cần có những giải pháp tìm kiếm, phát hiện các tài năng và phát triển các hội viên trẻ, duy trì tổ chức các trại sáng tác. Tỉnh sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện để Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát triển, để văn nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo của mình,
cống hiến tài năng và trí tuệ, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.